Em Dương Ô Tô Thái Nguyên xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em. Hôm nay anh em về một cái mẫu xe Toyota Venra. Chiếc này được sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Có nước sơn là màu nâu. Và bên em đang chào bán chiếc Venra này với mức giá là hơn 600 triệu. Các bác nào quan tâm chiếc Venra này thì vui lòng alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Chiếc Venra này thì nó là một cái dòng MPV 5 chỗ ngồi gầm cao. Xe được trang bị khối động cơ là 2.7 VVTi của Toyota. Chiếc này được lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ các bác nhé. Nước sơn màu nâu rất là đẹp. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là chỉ hơn 600 triệu thôi. Venra thì nó là một cái xe hạng sang các bác nhé. Rất là sang trọng, trang bị rất là nhiều các tính năng hiện đại. Nhà em thì ở thành phố Thái Nguyên. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo khi mà em lên những video mới nhất trong ngày tháng nhé. Đây phía sau xe này, logo Toyota và phía dưới có chữ Venra, đang mang biển kiểm soát Thái Nguyên. Em sẽ cho bác xem form dáng của chiếc xe này nhé. Đây là phía đầu xe. Đầu xe thì cái mặt ca lăng nó là mặt ca lăng đặc trưng của những cái chiếc xe sang đến từ thương hiệu Toyota. Xe được trang bị một cái bộ đèn pha rất là phong cách. Nó uốn lượn theo cái mặt ca lăng này các bác nhé. Đây, rất là đẹp và được trang bị một bóng đèn bi xenon. Đèn pha thì vẫn là bóng đèn halogen, đèn sợi đốt halogen. Phía dưới chúng ta có đèn sương mù, cũng là bóng đèn sợi đốt. Và đây chủ xe độ thêm hai cái giải đèn sương mù cho ánh sáng vàng. Ở đây chúng ta có cái đèn xi nhan vàng ở đây các bác nhé. Đèn xi nhan vàng. Xe thì ở trên gương thì không có tích hợp xi nhan. Đây phần hông xe này, la răng đa chấu sơn màu bạc. Bản la răng này cũng khá là to. La răng trước này trang bị la răng 19 inch các bác nhé, đa chấu sơn màu bạc. Xe này cam kết với các bác là không có lỗi. Thân vỏ rất là dày dặn và sơn xi còn rất là bóng bẩy các bác nhé. Các thanh mạ chrome canh xe rất là đẹp này. La răng rất là sáng. Đúng là chiếc xe mà có xuất xứ từ Mỹ thì cụm đèn hậu nó rất là to bản đây. Nó trải dài từ bên hông này cho đến cái phần cốp. Đèn thì còn rất là trong sáng, không có hiện tượng rạn nứt hay ố vàng các bác nhé. Phía sau xe được trang bị một mắt camera. Đây, đuôi xe nhìn rất đẹp này. Chiếc này là sản xuất 2009 các bác nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao. Giờ chúng ta sẽ khám phá cái phần nội thất của xe nhé. Xe thì đèn trước, đèn sau thì rất là sáng, không có hiện tượng ố vàng hay rạn nứt các bác nhé. Đây là khoang nội thất này. Nội thất chủ đạo của chiếc xe này là màu kem. Trước tiên là chúng ta đi xem những cái tắp ly cửa này. 4 tổng nâng hạ kính này đều là auto hết này. Hệ thống loa giải trí trên chiếc này được trang bị loa JBL này. Đây, hệ thống loa này. Chất lượng âm thanh thì cực kỳ là hay rồi. Tắp ly cửa đây, nó nhìn rất là xịn sò từ những cái vân nhựa này. Đó, rất là độc đáo. Và đến những cái chi tiết da này rất là mềm này các bác này. Da rất là mềm và các đường chỉ khâu nó không hề bị sờn hay là bị nói chung là da không hề bị bung hay là bị sờn gì các bác nhá. Rất là luật đây. Những chi tiết bọc đây, ốp này em nghĩ là ốp gỗ hoặc là giả gỗ thôi. Cái này là giả gỗ các bác nhé.
nhìn cũng rất là xịn sò. Đây, tắp đi cửa. Nó thiết kế theo một cái phong cách rất độc lạ. Đây là cái hệ thống gương kính chỉnh điện này. Ở đây chúng ta có hệ thống gương kính chỉnh điện, nút mở cốp này. Và ở đây chúng ta có một nút tắt bật cái chế độ chống chân trượt, hay còn gọi là cân bằng điện tử. Đây, ghế da theo xe ga, da ghế thì theo năm tháng sử dụng thì nó cũng đã bị nhăn, không thể tránh khỏi. Tem màu các thứ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên này. Xe này là nhập Mỹ nguyên chiếc các bác nhé. Nhập Mỹ nguyên chiếc. Xe trang bị ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện này. Vô lăng 3 chấu tích hợp phím bấm. Có những phím điều hướng tăng giảm âm lượng. Đó. Và đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói. Ở đây thì em có nhìn thấy có cái cần của ga tự động này. Cần lôi cacho. Đèn là đèn auto các bác nhé. Đây, đèn auto này. Đèn auto. Đó, xe được trang bị đầu DVD. Giải trí đa phương tiện là tích hợp camera lùi. Điều hòa auto. Số tự động đây. Đây là tay nắm cần số này, rất là đẹp các bác nhé. Có sấy ghế hai bên. Hệ thống sấy ghế hai bên các bác nhé. Sấy ghế hai bên. Có trang bị cửa sổ nóc này cho cả hai khoang. Đây ạ, khoang phía trước và khoang hành khách phía sau. Đây, một chiếc xe nhập Mỹ rất là đẹp. Hàng ghế thứ hai thì chiếc này ngồi rất là rộng rãi luôn. Độ ngả của ghế thì ngồi trên những chiếc xe này thì cực kỳ rộng rãi. Đây các bác có thể nhìn thấy cái độ ngả của ghế này. Và phía sau ghế thì ngồi cũng rất là ít, bề mặt ghế còn rất là đẹp này. Phía sau cũng được trang bị cái cửa gió điều hòa phía sau. Đây ạ. Trần nỉ nguyên bản theo xe và phía trên có cửa sổ trời nữa nhá các bác nhá. Chúng ta có hệ thống loa JBL. Em nhìn thấy rất là nhiều loa trong xe này. Giải trí cho chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Bên em bán xe thì cam kết với các bác là keo chỉ zin cả xe nhá. Hộp số và động cơ là nguyên bản. Nên là em sẽ không quay về cái hộp số nữa. Tất cả bốn cánh tổng nâng hạ kính của nó đều là auto hết nhá. Táp ly cửa rất là đẹp luôn. La răng rất đẹp, khá là mới. Sơn xi rất là sáng. Đây, nói chung là nội thất hàng kia phía sau thì không chê không được. Có mỗi cái hàng cái ghế lái thì nó hơi bị nhăn nhầu một chút, nhưng mà không hề bị rách nhé các bác nhá. Nó chỉ bị nhăn theo thời gian thôi. Xe nào cũng thế thôi, không thể tránh khỏi những cái vết nhăn đấy. Tất cả các đường mạ chrome cánh xe còn rất là sáng này. Ghế chỉnh điện hai bên luôn nha các bác nhá. Trang bị cho cả hàng ghế ghế phụ này. Đó. Đây, táp lâu của xe. Chiếc xe này đi cực kỳ đầm chắc rồi, rất là êm ái. Động cơ 2.7 VVTi của Toyota. Tối ưu hóa rất là tốt, đây là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động. Chiếc xe này tiêu hao nhiên liệu của nó thì chỉ vào khoảng 13-14 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Chúng ta đi đường trường thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các bác nhé. Đây là form dáng của chiếc xe Toyota Venra nhập Mỹ. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở thành phố Thái Nguyên. Xe bán ra thì bên em cam kết với các bác là không có lỗi nhé, không có đâm va tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin cả xe, động cơ hộp số là nguyên bản nhé. Ok, em sẽ kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo khi mà em lên những video mới nhất nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.